Hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Rồi hôm nay các bạn thấy mấy anh em mình vẫn đồ đẹp là biết anh em mình đi đâu rồi chứ gì. Đi đâu nói cho các bạn biết đi, còn vỗ tay gì nữa. Hôm nay mấy anh em mình đi ăn mừng 400 người đăng ký nha bạn. Rồi hiện nay anh em mình sẽ đi ăn mừng 400 người, 400 ngàn người ăn đăng ký nha bạn. Nhân dịp 400 ngàn người đăng ký thì em mời, có mời cho em theo. Em có mời cho em theo. Cha ơi, mừng cha mám như vận thái dương. Tèo, 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 tèo. Ôi, cái gì vậy? Là cha mày. Sáng có bàn bạc với nhau rồi. Mấy đứa thấy em lớn nhất trong đám mà. Đúng rồi. Cái nó nói anh Tân mặc bộ đồ nào cho giống cha em đi, người lớn tuổi. Đúng rồi, với cái mặt già nữa. Nó lựa cho em cáo cái quần này rồi thôi. Ủa thế outfit này đâu có già đâu mà. Outfit trẻ nhé. Nói gì ta? Mà trẻ mà. Cha em à? Cha em à. Cơm trộn. Cha không, không mang. Mang. Cha muốn ăn gà tái chanh. Ủa là sao? Là sao? Ý là nói em giả hả? Đúng rồi thầy. Thấy em bận áo này xịn mà. Đúng rồi. Ủa, áo 4-5 ngàn đô. Ủa lộn, 4-500 đô luôn đó. What? Yeah, thầy. Áo này có 50 ngàn bán ngoài chợ. Thôi tóm lại là giờ hôm nay đi ăn mừng 400 ngàn sub nè. Dạ. Nên là hôm nay anh em mình sẽ đi ăn hay là sao? Đi ăn đi thầy. Đi ăn thầy. Đi ăn ha. Dạ. Không cần đi ăn nhiều lắm rồi đó. Dạ. Không sao rồi. Mà em giống ăn. Đúng rồi. Sạch định hát karaoke em luyện thân luôn. Cái đó em hốt giúp em luyện thân được. Hát karaoke hả? Dạ. Em hát nữa. Sẵn cho ông nội hát bài tặng mấy đứa cháu nữa thầy. Thôi đứa này. Anh cho em mà hát bài Vùng Lá Máy Bay. Đứa giỡn vậy anh Tân không vui đâu. Anh Tân ơi qua đây ơi. Lên chi. Nó một trời một vực luôn á, nó không vô đâu á đó thầy. Chắc em vô à. Em chị Trang là vô rồi. Đâu em qua đây coi. Trời ơi. Vô. Cái vô. Không nha. Vô thầy. Vô rồi, vô nhà luôn đi em. đứa cháu với lại ông ngoại đi hỏi vợ. Rồi hôm nay thì đi ăn xong đi hát karaoke phải không? Ok. Ok, hôm nay anh em sẽ ăn mừng 400 ngàn người đăng ký nha các bạn. Yeah. Cái này cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh em mình đến tới này nút gì mới nút bạc đúng không? Nút bạc. Thì mấy anh em sẽ cố gắng lên nút vàng để anh em mình ăn mừng lớn hơn nữa nha các bạn. Yeah. Rồi giờ anh em mình let's go thôi. Let's go. Wow. Wow. Trời đất ơi. Wow. Gọi mấy đứa vô đi. Wow. Rồi nhìn đi thầy. Mẹ thầy phóng khoáng đãi cho em nhiều rồi ăn dưới thầy. Chứ sao. Tôi ngồi nãy chó. Làm gì vậy? Em ba vậy. Lớn người dành chỗ nữa. Sợ biết chỗ ba còn dành nữa ba. Hả? Cái gì nữa vậy Minh Hội? Mấy em ngồi kế đang chơi đi thầy. Trời ơi, chỗ của Na mà cứ dành dành. Sáng giờ đợi như đó. Ủa sao gì muốn chạy vậy? Gì vậy? Ba. Nhờ nó thọ anh cốp. Nhưng mà đoán ở đây nhiều quá. Ba. Từ từ. Ngay này thầy cho em ăn. Mình lớn rồi mình phải điềm đạm lại đi. Làm gì ba? Gì? Rồi. Ừ. 400, ăn mừng 400 ngàn người đăng ký mà chỉ có nhiêu đây hả thầy? Chỉ nhiêu đây chưa đủ nữa hả? 2-3 bạn như vậy. Rồi. Đúng rồi. Hai bạn không? Bán đồng hồ đây đem. Muốn ngày sống luôn. Ngày sống hả? Muốn ngày sống. Muốn ngày sống cái gì vậy? Mình ăn xong đi mình qua cái karaoke mình ca. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi nè. Rồi đi xuống hàng đi mình ăn vô. Rồi rồi. Bốn quần đi nha. Yo.
Mấy bạn ăn ếch núp lùm với mình nha bạn. Hiểu không bạn? Ếch núp lùm này như thế nào? Ếch núp ở dưới cái bụi lùm. Hồi ếch này núp sát cái bụi lùm này luôn nha bạn. Không có bụi lùm này. Chứ bụi lùm nè. Bụi lùm này nè. Gì đó? Bụi lùm này nè. Xong mày thấy cảnh gì anh? Đó để rau ếch nước bùi lùm này ngon không? Ngon. Ngon á. Cái vị nó sao? Dai nè. Nó mặn mặn nè. Chấm nước chấm quá ngon luôn. Tàu tôm bên chen anh là anh hỏi. Tàu tôm bên chen anh là anh hỏi. Cái đầu tôm chứa gì? Hả? Chứa gì? Ấy út mà. Ý là tụi nó ăn dạo rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Ê anh em này là anh tên Tái không anh em? Đúng rồi đó. Chữ tên gì mày? Tên Tái ăn sao ta? À anh tụng cái lỗ á. Đúng rồi tụng cái lỗ á. Hả? Chữ mày? Gì? Tên Tái sống lắm hả? Tên Tái nhúng cái gì nó tái xong mới ăn được á. Tên Tái là nhúng vô cái này nè. Cái này mới đúng nè. Ủa trời ơi. Cái đồ lộn nội ơi. Ủa? Nhúng cái đâu? Chấm hả? Chấm cái này hả? Tôi biết đâu. Cái này ăn sớm em. Ăn luôn vậy là dạ, dạ, ăn luôn. Rồi dạ, ăn luôn hả? Chấm nước tương này, tên Tái chấm nước tương. Nó không ra mùi vị gì hết trời. Rồi thôi. Thôi ta ăn. Không biết rồi cái câu này. Tái mặt luôn rồi. Cái xé vô. Đúng không? Đúng không? Có trụng như vậy nè, đúng nè. Phải không? Phải không? Đúng bài nè. Rồi, nghe tên nữa rồi sao nữa? Sao nữa? Kèm cái đầu tôm. Rồi. Đó. Lại cái tay. Mời bạn nha. Chúng ta được ăn vậy nè. Rồi, rồi, rồi. Trời ơi, dữ, dữ. Nhưng cái nát. Rồi. Cơm thấy chua chua mà cay cay nữa. Mấy anh em mình ăn cơm ăn thịt nó ăn bắp trời. Đó kỹ lên. Bắp này chấm gì ngon. Bắp này chấm nước mắm mới ngon. Chấm cái xì. Chấm xì chấm nước mắm. Bắp chấm mắm à. À chấm à. Đổ luôn. Rồi đó. Miếng tiêu nữa. Bắp 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 nướng. Đúng rồi, bắp nướng. Rồi làm ơi, làm ơi. Nhất cái hết. Rắn này vô sần đầu giống Tân luôn quá. Trốn ra. Giờ tới ba chị em mình ăn nhé bạn. Gắp đi với chị. Ăn đi. Ăn cơm. Rồi. Ăn cơm cho nó no. Gắp rồi, chị gắp cho. Ai gắp chưa? Em gắp rồi, em dứt thịt lên luôn rồi, em chuẩn bị ăn luôn rồi. Thôi ăn đi. Mời các bạn nha. Ngon. Wow. Cái này nó dai sực sực đó các bạn. Ngon dữ lắm. Để chị ăn thử coi nó có giống như em miêu tả không. Mời mấy bạn ăn nha. Sao sao sao? Nó giòn thì chị Giang ơi. Có dai không? Có. Ngon không? Ngon. Vậy là giống chị... rồi đó. Chị ăn thử đi. Thôi chị ăn cơm mà, ăn cơm chó no. Mời bạn uống cơm chim chim trâu với mình nha. Dương châu. Dương châu. Chân châu là chân châu với trà sữa. Vậy là chị ăn cơm trộn trà sữa. Thôi thôi thôi. Gấp nhanh tôm mới sao anh không tới. Để em, để em. Thấy ngon quá trời. Ê, nhưng em bị lé rồi anh Tân ơi. Ê, sữa. À, rồi, dưới này, dưới này. Mày con yêu, mày con yêu. Ai bị chặt rồi. Ê, không phải bên này là miếng. À, à, tôm. Ê, em bị cạnh rồi, giờ gấp hai con tôm luôn. Trời ơi, hai con tôm luôn. Trời chết là bị hô luôn rồi. Trời ơi. Anh em hiểu rồi chứ vậy. Hiểu đó. Đúng không? Đúng. Đúng rồi, hôm nay tôi sẽ ăn cái đậu của anh Tâm nè. Đậu anh Tâm, Tâm là phải trụng nước tương. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Nước mắm nè. Này nữa. Này là gì ta? Nước mắm, nước ngọt. Ờ, rồi xuống muối tiêu. Muối tiêu luôn. Trời ơi, xong nhúng cỏ. Đậm. Đây là cái đậu anh Tâm nha. Đậm. Rồi, có thấy cái ăn giòn.
Thôi. Gần tôi có chiếc xe lửa chạy ngang nè, xe lửa chạy ngang mà có cái đường trắng trắng không? Ai? Cái này là gì nấy? Khui. Ui, trời trời, cậu Ba Chi. Cậu Ba Chi nè. Nè, đừng cái xe lửa mà đúng nè. Đó, này cái này là những cái đầu tao. Cảm ơn. Chậm. Cô bạn với ớt là đớt luôn tốt. Đớt là đớt luôn. Đớt luôn. Mỗi chung chung á. Mỗi chung 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 rồi. Ớt vô mỗi sừng chung chung á. Tôi ăn. Trời ơi. Cậu hủ không ạ, cậu hủ không ạ. Mọi con. Lấy tóc của anh Tân nè. Rồi, tóc của anh Tân. Rồi, tóc anh Tân. Trời ơi, lấy tóc bị nhẹ. Chính xù luôn. Đúng rồi, sao mà chính xù như vậy. Nhiều Tân nha. Đúng rồi. Làm miếng mèo lên. Tóc Tân viên giòn với ta. Ờ, giòn á. Nè, làm miếng mèo nha. Miếng mèo giống lẩu quá. Anh gỡ nó lẩu như mèo. Trời ơi. Ê, nhìn cái mày có mấy cái con vậy nè. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 con nè. Chắc trụng vô luôn, trụng 2, 3, trụng vô luôn, trụng một cái màu con này. Trụng cái màu luôn nè. Xin hoan chào tất cả các bạn với kênh Năng Thời Đại. Sau đây là chương trình ca hát của em hoàng nha. Hôm nay đến với mở đầu chương trình kỳ hôm nay đến với chương trình cực kỳ xung đến với anh Minh Hoài. Kênh hát hát anh em hoàng nha. Đừng quý vị mà nó chỉ nhớ con mà không nhớ nữa, tôi đã chết rồi đời nào rồi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây cứ mãi cố gắng bao vòng vây bằng cho dịu dàng câu sẽ để hạnh nhân. Thấy video này hay hãy cho mấy anh em mình xin một like.